Siêu nhân, tiếng Anh đọc là Superman. Người nhện, tiếng Anh đọc là Spider-Man. Người rơi, tiếng Anh đọc là Batman. Người sắt, tiếng Anh đọc là Iron Man. Anh hùng, tiếng Anh đọc là Hero. Nhà vua, tiếng Anh đọc là King. Hoàng tử, tiếng Anh đọc là Prince. Công chúa, tiếng Anh đọc là Princess. Hoàng hậu, tiếng Anh đọc là Queen. Người lính, tiếng Anh đọc là Soldier. Cô tiên, tiếng Anh đọc là Fairy. Người lùn, tiếng Anh đọc là Shorty. Người khổng lồ, tiếng Anh đọc là Giant. Phù thủy, tiếng Anh đọc là Witch. Cô bé lọ lem, tiếng Anh đọc là Cinderella. Nàng bạch tuyết, tiếng Anh đọc là Snow White. Nàng tiên cá, tiếng Anh đọc là Mermaid. Ông già Noel, tiếng Anh đọc là Santa Claus. Người tuyết, tiếng Anh đọc là Snowman. Chúng ta cùng học lại tên các nhân vật hoạt hình lần nữa nhé. Siêu nhân, tiếng Anh đọc là Superman. Người nhện, tiếng Anh đọc là Spider-Man. Người rơi, tiếng Anh đọc là Batman. Người sắt, tiếng Anh đọc là
Iron Man. Anh hùng. Tiếng Anh đọc là Hero. Nhà vua. Tiếng Anh đọc là King. Hoàng tử. Tiếng Anh đọc là Prince. Công chúa. Tiếng Anh đọc là Princess. Hoàng hậu. Tiếng Anh đọc là Queen. Người lính. Tiếng Anh đọc là Soldier. Cô tiên. Tiếng Anh đọc là Fairy. Người lùn. Tiếng Anh đọc là Shorty. Người khổng lồ. Tiếng Anh đọc là Giant. Phù thủy. Tiếng Anh đọc là Witch. Cô bé lọ lem. Tiếng Anh đọc là Cinderella. Nàng bạch tuyết. Tiếng Anh đọc là Snow White. Nàng tiên cá. Tiếng Anh đọc là Mermaid. Ông già Noel. Tiếng Anh đọc là Santa Claus. Người tuyết. Tiếng Anh đọc là Snowman.